Em chào anh, em là năm nay em 27 tuổi, em đã thất nghiệp 4 năm rồi. 4 năm nay thì em không đi làm ở một công ty nào khác. Tuy nhiên là em có ở nhà có bán vé máy bay và bán tour du lịch. Hiện tại thì em cũng có một con nhỏ. Khi mà em thấy anh đăng đại diện kinh doanh á, thì em rất là muốn mình được gắn bó với một tổ chức để được đi làm. Tuy nhiên em vẫn còn đang rất ngại ngùng. Vì 4 năm nay em không có tiếp xúc nhiều với dân sale, không có tiếp xúc nhiều với một công ty nào cả. Cho nên là em không biết theo anh thì khó khăn của em là gì khi mà em tham gia vào mô hình này. Đầu tiên là sau 4 năm mà em tự kinh doanh ở nhà ha, và anh nghĩ rằng em có một cái lợi thế rất lớn. Nếu em về em thống kê thử đi, 4 năm qua chắc em phải bán hơn 1.000 vé máy bay. Nghĩa là em có khoảng 1.000 người khách hàng đã biết em là ai, nhưng chẳng qua là không gặp mặt nhau thôi. Cái thứ hai nữa, nãy giờ á, thì anh nhận ra anh đang gặp trực tiếp với em á, thì anh thấy em có độ chuẩn của người có gia đình và em có con rồi. Điều đó rất tốt. Tại sao anh nói tốt? Vì những người có con giống như anh có sự quyết tâm để kiếm tiền, đúng không? Rồi quay lại cái câu hỏi của em là em sẽ có điểm yếu là em chưa gặp gỡ ABCD, em chưa có văn hóa gì. 4 năm qua em thất nghiệp thì rất may mắn cho em, anh không phỏng vấn em với vị trí full time. Đại diện kinh doanh là một công việc part time và em khai thác tối đa nhất quan hệ xã hội của em. Và em phải bán cái gì tại doanh nghiệp Talk English này? Đầu tiên em bán khóa học tiếng Anh, chính con em là người có nhu cầu tiếng Anh và em cũng vậy mà. Thứ hai nữa, em để cái biệt thự sách này đi, nãy em tới em thấy cái gì, nó là working space, nó là meeting room, nó là cà phê sách. Vậy nó có cần thiết cho người bên ngoài không? Cần thiết chứ. Vậy hãy bán những cái thứ tốt đẹp đó cho người bên ngoài. Cái mảng thứ ba mà anh cực kỳ thích những người có gia đình như em, đó là mảng bảo hiểm. Bởi vì thằng bé nhà anh biết chắc chắn 18 tuổi nó sẽ đi Singapore học rồi. Bởi vì sao? Anh đã chuẩn bị cái quỹ tài chính cho nó thông qua hình thức làm cái hợp đồng bảo hiểm. Và cả gia đình của anh ai cũng có bảo hiểm hết. Thì bây giờ anh kinh doanh để anh kiếm tiền trên mạng đó nữa. Vậy em xem lại những người bạn bè của em, họ đang tư duy về gì về bảo hiểm nhân thọ. Thì đó là ba việc em phải làm. Và ngày hôm nay anh kỳ vọng rằng em về, nếu em đồng ý làm việc với anh và anh đồng ý làm việc với em, liệt kê ra danh sách 1.500 người đã mua vé máy bay của em trong vòng 4 năm qua. Em sẽ thấy em có một lượng khách hàng cực lớn mà trước giờ em chưa có biết ngoài vé máy bay em làm gì cho họ. Vậy thì theo anh nói thì khi mà em đang kinh doanh cái vé máy bay và cái tour du lịch này á, là em có tệp khách hàng riêng, có cái cách bán hàng riêng của em. Vậy thì khi mà em tham gia vào Thoát thì Thoát sẽ giúp gì cho em? Rồi, có mấy cái điều mà anh sẽ giúp cho em đây. Thứ nhất, em sẽ được gọi là một nhân viên của Talk English có name card. Nghĩa là em sẽ đưa một cái name card rất rõ và đại diện kinh doanh. Thứ hai, em phải có một hợp đồng làm việc với anh về tính tuân thủ, về trách nhiệm và sự trung thực. Cái thứ ba, em được lên đây làm việc mỗi ngày nếu em muốn. Nếu em muốn nhá, em được đọc sách miễn phí. Và hàng tuần bọn anh đều có một kế hoạch training cho em về lên kế hoạch làm việc. Em phải sắp xếp lại tư duy của mình là khi tôi mua một tổ chức thì tôi phải biết lên kế hoạch như thế nào. Anh hướng dẫn cho em. Thứ hai nữa, anh giúp cho em hiểu mỗi một khách hàng họ sẽ có hành vi ra sao. Và riêng những bạn phụ nữ như em thì anh có một cam kết đơn giản thôi. Ba deal đầu tiên của em, anh Quyền và phó tổng của anh sẽ đi với em để chốt cho em, để em hiểu được cái công thức nếu em làm việc với anh Quyền em sẽ học cái gì trong lĩnh vực bán hàng này. Thì đó là bước đầu tiên để chúng ta hiểu nhau hả. Còn sau đó chúng ta phải có một kế hoạch là từ 3 khách hàng lên 30 khách hàng lên 4 lên 100 khách hàng là như thế nào. Thì ở đây anh chỉ hy vọng em đổi cái cách thức ha. Nghĩa là em vào một tổ chức thì em phải chấp nhận cái sự tuân thủ cho cái tổ chức đó. Bởi vì bọn anh có quy củ làm việc và kế hoạch làm việc nó rõ ràng. Đừng mang tư duy là tôi ở nhà tôi tự kinh doanh và tôi muốn làm gì làm. Thì chính tư duy đó em sẽ không bao giờ phát triển ở đây được. Em đổi cái tư duy đó trước cho bạn. Dạ, thông qua những gì anh chia sẻ thì em cảm thấy là Thoát hiện tại đang là một tổ chức rất là chuyên nghiệp rồi. Vậy thì em tạm gọi đây là một cái mô hình có công thức để thành công. Vậy thì anh có thể chia sẻ công thức đó cho em không ạ? Thông thường hiện nay về mặt truyền thông á, đây là một buổi ghi hình, bọn anh che mặt em lại thì bọn anh sẽ có công thức.
Tuy nhiên công thức này nó được thực hiện từng bước. Và thành công hay không nó phải có một chữ thôi. Em đừng lười. Nếu em lười thì anh bó tay. Chẳng có công thức nào thành công cho người lười hết. Còn hiện nay đối với khả năng của Talk List của anh Quyền thì anh rất mạnh về bán hàng. Thì anh hy vọng rằng qua từng buổi training em hấp thu được những cái kỹ thuật, những cái kiến thức mà hơn mấy trăm quyển sách anh đọc rồi. Anh sẽ truyền lại cho em. Và em chỉ cần giúp anh là mình làm một ngành nghề nào đó, đừng ăn xổi ở thị. Đừng có tư duy ngắn hạn, nghĩa là bán được một cái khóa học, bán được vài trang sách hoặc bán vé biển và sau đó em lấy được mớ tiền rồi em nghỉ việc. Đừng như vậy. Thì ngày hôm nay anh hy vọng rằng nếu em coi 10 triệu một tháng sẽ giúp cho em, con em có một cuộc sống tốt hơn thì hãy gắn bó với tổ chức này. Còn em có lên được 20 triệu hay 50 triệu một tháng hay không hoàn toàn do khả năng của em. Và để kiếm được nhiều tiền hơn, rất nhiều thứ em phải thay đổi. Ok Dạ, em cảm ơn anh. Nói ha. chuyện với anh như là em được đọc một cuốn sách mới. Ok. Em cảm Hy ơn. vọng là anh và em sẽ đồng hành được với nhau để em nói được tiếng Anh, con em nói được tiếng Anh và chúng ta có tiền, thì đó là mục đích rất rõ cho cái đại diện kinh doanh này.